Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Chương trình lời ca nguyện cầu hôm nay rất hân hạnh được có sự trở lại của linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng là phó giám đốc Việt Catholic. Chúng con xin kính chào cha, kính chào sơ Thùy Linh cũng như mến chào Bích Hạnh và Cẩm Yến. Xin chào Mai Hương, Cẩm Yến, Bích Hạnh, sơ Thùy Linh và toàn thể quý khán thính giả. Dạ kính thưa quý vị, mỗi năm lễ Giáng sinh về đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui đặc biệt. Như tại xứ Úc hay các nước Nam bán cầu thì niềm vui thưởng ngoạn những ngày hè nắng ấm, còn các nước Bắc cầu thì vui với tiết trời se lạnh, với tiết rơi bút giá. Nhưng chắc chắn năm nay, mùa vọng và mùa Giáng sinh sẽ mang về tràn trề niềm hy vọng sau 2 năm đại dịch. Không được quy tụ, họp mặt hay sinh hoạt và dâng thánh lễ đông đảo. Giờ đây được nới lỏng hơn nên mùa Giáng sinh chắc hẳn sẽ thật là vui, phải không cơ ạ? Đúng rồi đó Bích Hạnh. Và cũng xin được chào quý vị và tất cả mọi người. Nhưng mà trước khi chúng ta hòa vào niềm vui Giáng sinh, thì giáo hội mời gọi chúng ta phải sửa soạn tâm lòng trong 4 tuần mùa vọng đó. Dạ thưa sơ, nhân đây con cũng xin kính chào cha, chào sơ, chào Mai Hương, Bích Hạnh cùng toàn thể quý vị khán thính giả. Và để sửa soạn tâm hồn, như sơ Linh vừa nói, những bài thánh ca Giáng sinh sẽ giúp chúng ta nhiều hơn. Cẩm Yến nhớ mãi bài Kinh cầu Giáng sinh của nhạc sĩ Viết Chung, một bài ca đã đi vào lòng người Công giáo từ bao nhiêu thập kỷ nay. Cha, sơ, Mai Hương và Bích Hạnh có nhớ bài này không? Cha cũng rất thích bài đó đó Cẩm Yến. Dạ. Vậy trước khi nói về Chúa Giáng sinh, chúng ta cùng nhau hát bài này để cầu xin ơn trời mưa đấng cứu tinh mang lại niềm hy vọng cho chúng ta. Dạ vâng. Lạy trời giải thoát sinh linh khỏi tù hãm đọa đầy nghiệp chướng. Lạy trời cho mưa gió yên cho đêm đông bừng sáng, ánh sao hy vọng chiếu soi bốn phương. Nhạc vàng rung lên khắp nơi vì trời đất giao hòa với người, cuộc tình muôn thuở đã khơi cho hạnh phúc nở mầm xanh mới. Tình đồng khai hoa kết nối để tìm vui cuộc cứu rỗi đứng trong mong đã tới giữa trên ai. Mùa giáng thế muôn người hướng tâm về xa vời, chờ ánh sao công bình chiếu soi cho mọi nơi. Xin đấng cứu dân ban muôn ơn, đòi người sống yêu thương cho tương lai luôn tươi sáng, sống trong an bình giữ tình anh em thiên thờ, không thù oán không còn chia lìa, một nhà thân thiết như xưa, chung dòng máu cho trời nhập thế, cuộc đời dâng cao tiếng ca.
Ôi vinh danh một Thiên Chúa, Thiên Chúa sinh nhật xe luôn rực sáng. Khi trời đất giao hòa với người, cuộc tình muôn hoa đã khơi, cho hạnh phúc nở mộng xanh mới. Tình đồng khai hoa kết ngôi, đây tin vui mùa cứu rỗi. Đấng trong mong đã tới chưa chờ ai. Mùa sáng thế, muôn người hướng tâm hề xa vời, chờ ánh sáng công bình chiếu soi cho mọi nơi. Xin Đấng Cứu Dân ban muôn ơn, loài người sống yêu thương, cho tương lai luôn tươi sáng, sống trong an bình. Còn chia liều một nhà thân thiết như xưa, chung sáng máu chúa trời nhân thế, cuộc đời dâng cao tiếng ca. Ôi vinh danh một Thiên Chúa, tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rực sáng. Tiếng chuông sinh nhật sẽ luôn rực sáng. Sắc màu cảnh trí Giáng sinh gợi nhớ cho chúng ta những niềm vui đặc biệt, niềm vui của một mùa Giáng sinh tình yêu. Bài Ngày Giáng sinh đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau đã đi vào tình sử của nhiều cặp trai gái. Đó cũng là kỷ niệm tình yêu của Cẩm Yến với ông xã. Và cũng từ mùa Giáng sinh đó, chúng con nên duyên vợ chồng. Nhưng hồi còn nhỏ thì Cẩm Yến đã mê nhạc Giáng sinh, đặc biệt là bài Chuông Vang Vang, bài Jingle Bell. Mà khi còn nhỏ thì Cẩm Yến dù không phải là người Công giáo nhưng cũng rất thích điệu nhạc nhí nhảnh đan quyện với những lời rất là dễ thương mà Cẩm Yến đã thích ngay từ nhỏ. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười. Nhưng đâu là ý nghĩa thật sự của Giáng sinh? Thì xin cha xin chia sẻ cho chúng con và quý khán thính giả hiểu thêm được không ạ? Đúng đó, Cẩm Yến. Nhạc Giáng sinh có một cái âm hưởng đi vào tâm hồn con người qua các thời đại, như bài Silent Night, đêm thánh vô cùng. Âm điệu như hòa quyện với lời, đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng, đất với trời xe chứ đồng, mà mọi ngôn ngữ đều có lời ca của bản thánh ca bất hủ này. Nhưng những cái âm điệu và lời ca vang lên vì một biến cố con Thiên Chúa giáng trần.
lần chờ phúc âm để biết về căn nguyên. Phúc âm Thánh Luca chương 1 nói về cảnh truyền tin cho Đức Maria. Thiên sứ Gabriel thưa với mẹ: mừng vui lên hỡi bà đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Và thông báo cho mẹ một tin vui: mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Vì thế mẹ Maria là người đã đón và cảm nghiệm được cái một niềm vui đầu tiên của mùa Giáng sinh. Qua lời sứ thần Gabriel, mẹ đáp lời xin vâng cho ngôi lời giáng thế: con Thiên Chúa làm người, hài nhi Giê-xu sinh ra. Và mọi thụ tạo như hòa vỡ niềm vui và lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện. Con người được thoát màn đêm trùm phủ để được ánh sáng chiếu soi và khai mở niềm vui cứu độ. Đó là nguyện ước Giáng sinh và năm mới cho mỗi người chúng ta, cho gia đình, cộng đoàn, quê hương dân tộc, với ước mong niềm vui Giáng sinh được hiện thực nơi chúng ta. Dạ vâng, lễ Giáng sinh của Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta ngày cùng tận của năm cũ, nhìn lại năm 2020 và năm 2021, hai năm đại dịch hoành hành khắp nơi, gieo bao tang tóc đau thương, sinh hoạt bị đình trệ kéo dài, làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống vật chất và tinh thần hàng tỷ người khắp nơi. Lại thêm nhiều sự cố trên thế giới, bạo loạn, chiến tranh, hoạn nạn, thiên tai, mưa lũ, nên cảnh màn trời chiếu đất, nhiều thảm cảnh thương tâm làm đau nhói con tim, tâm hồn chúng ta. Có những bài thánh ca được cảm tác, viết lên và ca lên như những cảnh lầm than của thế giới chúng ta đang sống, và những bài thánh ca nói lên sự khát mong đổi mới coi đời, như bài thánh ca Khát Mong Hy Vọng của Giang Tâm, mà Bích Hạnh xin quý thính giả cùng hòa tâm với nhóm lời ca nguyện cầu qua bài thánh ca này. Đổi mới cõi đời,
chung tay xây tình thân, xây cõi đời bên thương. Nguyện Chúa Ngài dù thương ngư đêm, cứu chúng con. Khi cảm yến vào đạo, người hướng dẫn nhấn mạnh đến mầu nhiệm Giáng sinh là mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương nhân loại. Thiên Chúa Cha đã tặng ban chính con yêu của Ngài như là một món quà tình yêu cho nhân loại mà giáo hội gọi là mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Thưa sơ, xin sơ có thể giải thích thêm về mầu nhiệm này được không sơ? Dạ, cảm ơn Yến. Sơ cũng không biết nhiều nhưng mà nói chút chút thôi. Về mầu nhiệm nhập thể thì cái ý nghĩa chính là mầu nhiệm Thiên Chúa hóa thân làm người ở giữa chúng ta, người nhập cuộc trong lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử riêng của người. Sự nhập cuộc ấy được lịch sử định mốc thời gian rõ ràng là vào thời hoàng đế Cesare Augusto. Và Chúa có hộ khẩu không thể chối cãi là thành Bethlehem xứ Judea, như là phúc âm ghi lại. Người có một gia đình được cư mang 9 tháng như tất cả những con người nào khác, để cuối cùng được sinh ra, chào đời và sống đời như bao người khác. Thánh Kinh vẫn quen gọi đây là cuộc Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài. Nhưng cuộc viếng thăm này lại rất đặc biệt, không chỉ diễn ra trong chốc lát, cũng không thể được lặp lại trong một lần nào khác nữa. Người là vua vinh quang trên trời, nhưng lại mặc lấy kiếp con người giòn mỏng để khởi đầu sự nhập cuộc. Người là Thiên Chúa thật, nhưng đã nhập thể trở nên con người thật với tiểu sử riêng rõ nét. Người là Thiên Chúa thật đã nhập thế giữa lòng thế giới với lịch sử chung nhân loại rõ ràng. Nhập thể và nhập thế. Người nhập thể để làm gì? Thưa, chính là để đem con người để được nhận ơn cứu độ. Người là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là một Thiên Chúa không đến rồi đi, không ở rồi về, mà là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta, một Thiên Chúa đến ăn đời ở kiếp với nhân loại để nâng nhân loại lên ngang tầm với vinh quang của Người. Đúng như lời các thiên thần đã hát trong đêm người Giáng sinh:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an xứ thế cho người thiện tâm. Cảm ơn sư giải thích hay quá. Sư giải thích về mầu nhiệm nhập thể và nhập thế và ý nghĩa của chữ Emmanuel thật là tuyệt vời. Giờ đây hiểu rõ hơn ý nghĩa của mầu nhiệm nhập thể và chữ Emmanuel thì Mai Hương cảm thấy những cái bài hát Giáng sinh tung hô danh xưng Emmanuel đó mang đậm ý nghĩa rất là hay cha và sư nhỉ. Dạ. Đúng rồi đó Mai Hương. Cảm Yến thấy câu chuyện tình Emmanuel chấn động đất trời ấy quả thực đã làm rung động bao nhiêu trái tim con người qua bao nhiêu thế hệ, mà chúng ta có thể nhìn thấy tỏ tường qua rất nhiều bản nhạc Giáng sinh thật là tuyệt vời, vượt qua không gian và thời gian nữa. Dạ, Cẩm Yến nói câu mà chuyện tình Emmanuel chấn động đất trời, câu rất là hay, cái lời đó rất là ý nghĩa. Thực vậy, Chúa Giêsu đã hiện diện giữa chúng ta và đặc biệt qua bí tích thánh thể Ngài hiện thân không chỉ để trở thành của ăn của uống thiêng liêng cho chúng ta, mà Ngài ở lại với chúng ta cho tới tận cùng trái đất. Đặc biệt trong những cái vui buồn của cuộc đời của chúng ta, trước cái cơn đại dịch, trước tất cả những cái thảm cảnh của cuộc đời, trước những cái thánh giá của cuộc sống của chúng ta cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa, đặc biệt Đức Giêsu Kitô đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài đồng hành và song hành với chúng ta trong mọi vui buồn của cuộc sống. Vì vậy nên đặc biệt trong mùa Giáng sinh khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh của Chúa, cái tên của Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, sẽ được ghi đậm trong tâm hồn của chúng ta để dù bất cứ trong hoàn cảnh nào của cuộc đời, của gia đình, của chúng ta, của quê hương dân tộc hoặc của cả toàn thế giới, toàn cầu đi nữa, chúng ta luôn luôn được cái sự bình an, bởi vì chúng ta biết rằng có Đức Giêsu Kitô, có Đấng Cứu Thế, có Đấng Emmanuel đang ở với chúng ta, đồng hành và song hành với chúng ta trong cuộc sống. Cha, chúng con xin cảm ơn cha. Con cũng nghĩ là trong những cái đau thương của cuộc đời như là cơn đại dịch vừa qua thì cái chữ Emmanuel nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều hy vọng, bởi vì chúng ta hiểu là Thiên Chúa lúc nào cũng ở cùng với mình. Và có lẽ là muốn nói nhiều nữa nhưng mà con nghĩ chương trình cũng đủ dài rồi phải không ạ? Cho nên có lẽ chúng ta sẽ xin được kết thúc ở nơi đây. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin kết thúc chương trình lời ca nguyện cầu này với một tâm tình nguyện cầu. Xin Chúa Hài Nhi và Mẹ Thánh Người chúc lành cho tất cả chúng ta, đặc biệt cho các nạn nhân của đại dịch COVID-19 và những cơn mưa lũ, động đất, cháy rừng. Xin cho niềm vui Giáng sinh xoa dịu những thương đau của mọi người, và xin Chúa của hy vọng cũng như Hiền Mẫu Maria nâng đỡ tất cả chúng ta tiến bước vào năm 2022 với nhiều niềm vui, ước mơ cho một năm thái hòa, bình an, đúng như lời các thiên thần đã ca lên trong đêm Giáng sinh. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người lòng ngay. Chương trình lời ca nguyện cầu của chúng tôi xin được khép lại nơi đây. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.